Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Thứ nhất, Pháp Tứ Đế của hàng A-La-Hán. Thanh văn, hai chữ này nghĩa là nghe lời thuyết giảng của Đức Thích Ca về Pháp Tứ Đế mà ngộ đạo. Thanh là thanh âm, văn là nghe. Thanh văn hay quả A-La-Hán gồm bốn quả vị. Thứ nhất là sơ quả A-La-Hán. Quả này đã đoạn trừ kiến hoặc của tam giới, nhập vào dòng pháp tánh của thánh nhân, nghịch với dòng lục trần của phàm phu. Quả này còn phải chịu 7 lần sanh tử nữa. Quả thứ nhì A-La-Hán thì đã đoạn trừ kiến hoặc của tam giới, cũng đoạn trừ luôn 6 phẩm đầu về tư hoặc của tam giới. Quả này phải chịu 2 lần sanh tử nữa, một lần sanh ở tầng trời, một lần ở thế gian. Quả thứ ba A-La-Hán thì đoạn trừ được 3 phẩm sau về tư hoặc của dục giới, và hãy còn 1 lần sanh tử nữa, nhưng không sanh vào tầng dục giới mà sanh vào các tầng sắc giới hay vô sắc giới. Quả thứ tư A-La-Hán thì đã đoạn trừ hết 81 phẩm tư hoặc của tam giới, không còn bị sanh tử nữa, nói cho đúng là không bị phân đoạn sanh tử, nhưng vẫn còn trong biến dịch sanh tử. Hàng thanh văn tuy gọi là ngộ đạo, nhưng ngộ đạo cũng có loại nông sâu khác nhau, có loại rốt ráo, có loại không rốt ráo, nghĩa là trình độ không đồng đều. Pháp tu của hàng thanh văn là khổ, tập, diệt, đạo. Quán về khổ thì hết thầy là khổ, khổ chia ra tam khổ và bát khổ. Pháp tu của họ là đoạn tập, mộ diệt, tu đạo, đoạn tập khí, mến mộ niết bàn và tu đạo. 3 yếu tố này liên quan mật thiết với nhau. Như khổ thì sanh ra phiền não, và có phiền não thì phải đoạn trừ. Đoạn trừ như thế nào? Phải đoạn trừ kiến hoặc, tư hoặc và các phiền não lâu nay tích tụ lại. Phải hâm mộ pháp niết bàn, tức 4 tánh của nó là thường, lạc, ngã, tịnh, nghĩa là niết bàn tứ đức. Từ bến sanh tử qua dòng phiền não để đến bờ 37 phẩm đạo mới thành công được. Trong các pháp này có bát chánh đạo gồm: thứ nhất chính kiến, thứ hai chính tư duy, thứ ba chính ngữ, thứ bốn chính nghiệm, thứ năm chính mạng, thứ sáu chính tinh tấn, thứ bảy chính niệm, thứ tám chính định. Những pháp này chung cho cả đại tiểu thừa. Ha ha ha,